Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi trên Tin Mới. Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin ngày hôm nay, Tin Mới xin truyền đến quý vị khán giả những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình lũ lụt nghiêm trọng đang diễn ra tại Trung Quốc cũng như là sự an toàn của đập thủy điện lớn nhất thế giới, đập Tam Hiệp. Trước khi vào nội dung chi tiết, mời quý vị cùng điểm qua các tin tức chính ngay sau đây. Lũ lụt nghiêm trọng, Trung Quốc theo dõi sát đập Tam Hiệp. Chuyên gia Trung Quốc, lũ lụt còn tồi tệ hơn nếu không có đập Tam Hiệp. Trung Quốc cảnh báo thêm thảm họa. Báo Trung Quốc phê phán việc phương Tây nghi ngờ khả năng đập Tam Hiệp. Kính thưa quý vị và các bạn, Bộ Thủy lợi Trung Quốc vừa qua đã cảnh báo mực nước ở 93 con sông ở nước này vẫn vượt mức cảnh báo và hồ chứa của đập Tam Hiệp cần phải được theo dõi sát sao khi nước lũ sắp dâng lên. Tình hình kiểm soát lũ hiện nay vẫn còn nghiêm trọng và không thể lơ là. Bộ Thủy lợi Trung Quốc nhấn mạnh hai thành phố cảng Thanh Đảo và Nhật Chiếu ở bờ biển phía đông Trung Quốc hứng đợt mưa to kỷ lục hôm thứ Tư. Ngoài ra, sáng sớm ngày thứ Năm, các tỉnh Giang Tây, An Huy dọc sông Dương Tử đã ban hành báo động đỏ mới vì mưa lũ. Những con đập khổng lồ của Trung Quốc được thiết kế để kiểm soát lũ và phát điện đã thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế trong những tuần gần đây. Giới chức Trung Quốc đề cao vai trò của đập trong việc ngăn lũ, song nhiều chuyên gia quốc tế nói những con đập này không những không chống được các hình thái thời tiết cực đoan mà còn làm giảm khả năng lưu trữ nước lũ. Theo giáo sư Darren Magee, chuyên về các vấn đề về nước của Trung Quốc tại Đại học Harvard and William Smith, các con đập chặn dòng phù sa trên sông và làm giảm khả năng hấp thụ nước của các vùng bãi bồi, đất ngập nước ven sông ở hạ lưu. Giáo sư Magee giải thích, nhu cầu sản xuất điện cũng có thể làm suy yếu nỗ lực kiểm soát lũ lụt. Kiểm soát lũ đòi hỏi phải giữ nước trong khi sản xuất điện cần xả nước. Hàng nghìn binh lính Trung Quốc đã được điều đến lưu vực sông Trường Giang để thực hiện các hoạt động khẩn cấp như xây dựng đê, đắp kè và đào kênh để xả nước. Để đối phó với việc tích nước lũ ở thượng nguồn, chính quyền phải mở cửa xả lũ để giảm áp lực cho hồ chứa. Lượng nước tăng lên ở thượng nguồn đạt 55.000 mét khối trên giây vào cuối tuần trước, vượt quá mức cảnh báo 50.000 mét khối trên giây. Việc xả lũ khẩn cấp chắc chắn đã làm lũ lụt trầm trọng hơn ở các khu vực hạ lưu của con đập. Chuyên gia Trung Quốc cho biết đập Tam Hiệp được thiết kế để chống chịu những trận lũ còn lớn hơn một số trận lũ kinh hoàng trước đây ở Trung Quốc. Hôm thứ Tư, tờ Thời báo Hoàn Cầu đã dẫn lại lời của một chuyên gia về công trình thủy lợi hàng đầu của Trung Quốc để đáp trả những đồn đoán về năng lực của đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất thế giới, mà theo tờ báo này là Trường Thành trên sông Trường Giang. Theo đó, ông Vương Hạo, một chuyên gia tại Viện Công trình Trung Quốc cho biết, hiện nay Trung Quốc áp dụng 5 phòng tuyến để phòng chống lũ, gồm ngăn chặn ở các dòng chính, kiểm soát ở các nhánh sông, bảo vệ đê điều, các khu chứa lũ ở vùng trũng thấp và quản lý phát triển đô thị dọc các con sông. Chắn ngang sông Trường Giang, đập Tam Hiệp đóng vai trò phòng tuyến đầu tiên và trung tâm giảm lượng nước lũ đổ về khu vực trung và hạ lưu sông. Ông Vương nói rằng tình hình lũ lụt sẽ còn tồi tệ hơn nếu không có con đập này. Tính đến hôm thứ Ba, đập Tam Hiệp đã chặn 10,7 tỷ mét khối nước lũ. Chuyên gia này nói rằng nước lũ mạnh sẽ không kéo sập được đập Tam Hiệp. Ông Vương cho biết, trong trận lũ kinh hoàng ở Trung Quốc năm 1870, lưu lượng nước đạt đỉnh 105.000 mét khối trên giây, trong khi đó đập Tam Hiệp được thiết kế để chống chịu nhiều hơn thế. Thậm chí khi lưu lượng đạt đỉnh 124.300 mét khối trên giây, ông Vương giải thích, đập Tam Hiệp là một con đập trọng lực bằng bê tông, có mức ổn định và vững chắc tốt nhất. Các vật liệu bê tông được dùng xây đập khác với bê tông thông thường, có tính bền và ngăn nứt cao hơn. Tro bay và các vật liệu đặc biệt khác vẫn đang trải qua phản ứng thủy hóa hydration reaction, tiếp tục củng cố độ bền bên trong. Con đập sẽ đạt độ bền cao nhất trong 100 năm, sau đó mới giảm dần đi, ông Vương thông tin. Trong mùa lũ năm nay, lượng mưa ở khu vực trung và hạ lưu sông Trường Giang đã đạt 498,5 mm, nhiều hơn 64,3% so với cùng kỳ của các năm trước và lớn nhất trong cùng kỳ kể từ năm 1961.
Trung Quốc đã sơ tán hàng chục ngàn người tại các tỉnh An Huy và Hồ Bắc trong bối cảnh lũ lụt nghiêm trọng và sạt lở đất do mưa lớn gây ra. Lũ lụt theo mùa xảy ra hàng năm tại Trung Quốc, đặc biệt là ở những khu vực miền Trung và miền Nam. Tuy nhiên, đợt lũ năm nay lại bất thường và nghiêm trọng. Kể từ đầu tháng này đến nay, do lũ lụt, Trung Quốc đã buộc sơ tán 1,8 triệu người tại 24 tỉnh thành, chủ yếu là ở phía Nam. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc ước tính thiệt hại trực tiếp do lũ lụt là hơn 49 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 7 tỷ đô la Mỹ. Tờ Thời báo Hoàn cầu hôm thứ Tư cho biết Bộ Tài chính Trung Quốc đã phân bổ 830 triệu nhân dân tệ, tương đương với 118 triệu đô la Mỹ để giúp 12 tỉnh gặp khó khăn do lũ lụt, khôi phục sản xuất nông nghiệp, sửa chữa các công trình thủy lợi và thực hiện công việc tái thiết. Các khu vực của Trung Quốc như tỉnh Tứ Xuyên ở Tây Nam và Cam Túc ở Tây Bắc đang có nguy cơ cao hứng chịu thiên tai trong những ngày tới, sau khi nhà chức trách dự báo có thêm một đợt mưa lớn nữa. Hôm thứ Năm, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết các khu vực bờ biển phía đông gồm khu vực Vịnh Bột Hải, Sơn Đông và tỉnh Giang Tô cũng đối mặt với những trận mưa bão. Các thành phố cảng như Thanh Đảo, Nhật Chiếu ở bờ biển phía đông là những nơi mới nhất chứng kiến lượng mưa hàng ngày kỷ lục hôm thứ Tư. Các tỉnh Giang Tây và An Huy trên sông Dương Tử đã ban hành cảnh báo đỏ vào sáng thứ Năm. Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc cho biết 93 con sông vẫn trên mức cảnh báo. Bộ này cho biết thêm, đập Tam Hiệp, đập lớn nhất Trung Quốc vẫn cần được giám sát chặt chẽ khi nước lũ dâng cao. Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc cho biết tình hình kiểm soát lũ lụt hiện tại vẫn nghiêm trọng và dù thế nào đi nữa cũng không thể được lơ là. Các khu vực trên khắp Trung Quốc đã được lệnh sơ tán khẩn cấp do sạt lở vỡ bờ sông và lũ trên núi. Theo kênh Al Jazeera, Trung Quốc đã sơ tán hàng chục ngàn người tại các tỉnh An Huy và Hồ Bắc, trong đó bối cảnh lũ lụt nghiêm trọng và sạt lở đất do mưa lớn gây ra. Các kỹ sư và chuyên gia Trung Quốc đã lên tiếng phản đối các bài báo đưa tin đồn về đập Tam Hiệp, thể hiện tư tưởng chống Trung Quốc và phơi bày sự thiếu thưởng thức, hỏng kiến thức vật lý cơ bản. Tờ Thời báo Hoàn cầu hôm thứ Ba đã đăng bài xã luận viết: "Một số cơ quan truyền thông phương Tây chưa bao giờ chú ý đến một con đập như thế, trừ khi nó nằm ở Trung Quốc." Dự án đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử của Trung Quốc mùa lũ năm nay đã liên tục phải đối mặt với những tin đồn và những lý thuyết cho rằng đập biến dạng, hoàn toàn cường điệu, tờ báo nhấn mạnh. Trong thời gian vận hành, những cáo buộc trước đây cho rằng đập có thể sập, gây ra động đất và làm trầm trọng thêm tình hình lũ lụt đã được chứng minh là vô căn cứ. Tờ Hoàn Cầu dẫn lời các nhà quan sát. Tờ Thời báo Hoàn Cầu bày tỏ bức xúc sau khi Tân Hoa Xã cập nhật diễn biến hôm thứ Bảy, hồng thủy số 2 tràn qua đập Tam Hiệp, trong đó có nhắc đến chuyện những dịch chuyển biến dạng nhẹ của con đập là hoàn toàn ở mức bình thường. Truyền thông phương Tây đã vào bình luận cho rằng nó sắp sập đến nơi. Các kỹ sư chia sẻ với tờ Hoàn Cầu rằng tất cả các công trình chịu lực gồm cầu, đường, đập trong quá trình vận hành sẽ có những biến dạng nhất định ở mức an toàn. Những biến dạng này có thể phục hồi và không phải là vĩnh viễn. Những biến dạng của dự án đập Tam Hiệp luôn nằm trong giới hạn an toàn. Những biến dạng này cũng xuất hiện vào mùa hè năm 2019 khi con đập đang giữ nước lũ vào mùa mưa của Trung Quốc. Các chuyên gia Trung Quốc giải thích vào thời điểm đó con đập cũng không nằm trong nguy cơ sập mà chỉ có những biến dạng nằm trong giới hạn thiết kế khoảng 1,4 cho tới 26,7mm. Hoàn Cầu nhắc lại một cáo buộc vào tháng 7 năm 2019, trích dẫn ảnh vệ tinh của Google Maps cho thấy đập Tam Hiệp biến dạng nghiêm trọng, mặc dù biến dạng sau đó được chứng minh là do hình ảnh có độ phân giải thấp. Dự đoán về biến dạng và thông tin đập Tam Hiệp sắp sập vẫn được lưu hành. Mặc dù dự án đập Tam Hiệp là công trình thủy điện lớn nhất thế giới, khối lượng hồ chứa của nó nhỏ hơn một số dự án khác, các hồ chứa trong bảng xếp hạng 10 hồ chứa lớn nhất thế giới có sức chứa lớn gấp 2 lần hồ chứa đập Tam Hiệp. Trang Trung Quang, kỹ sư trưởng tập đoàn Tam Hiệp, đơn vị vận hành đập Tam Hiệp nghi ngại. Nếu đập Tam Hiệp giáp vỡ, vậy những công trình kia thì sao? Ông Trang cũng lưu ý rằng con đập có hệ thống giám sát với hơn 12.000 cảm biến, một bất thường nhỏ cũng ngay lập tức được báo lại. Tập đoàn Tam Hiệp khẳng định dự án đập Tam Hiệp không mong manh như một số người đang tưởng tượng. Nó có thể kiểm soát được những trận lũ lớn, tuổi thọ của đập Tam Hiệp là trên 100 năm. Học giả Viện Kỹ thuật Trung Quốc, chuyên gia về kỹ thuật thủy điện Zhang Chaoran nói, khẳng định rằng nếu được bảo trì đúng hạn, dự án đập Tam Hiệp có thể vận hành trong một thời gian dài, giống như dự án thủy điện Dojiang Yển của nước này đã hoạt động được hơn 2.200 năm.
Kính thưa quý vị và các bạn, trận động đất xảy ra vào lúc 10 giờ 17 phút theo giờ địa phương, 9 giờ 17 phút theo giờ Việt Nam. Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 8 km, đã có 5 người bị thương. Một số tòa nhà vốn chịu tác động của trận động đất 6 độ Richter hồi tháng 6 năm 2019 tiếp tục hứng chịu động đất nên đã bị hư hỏng. Lở đất cũng đã xảy ra ở khu vực lân cận làm gián đoạn giao thông. Chính quyền địa phương đã cho sơ tán người dân khỏi các tòa nhà để đề phòng nguy hiểm. 80 lính cứu hỏa được triển khai đến khu vực động đất để hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Trận động đất tại huyện Trường Ninh, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên xảy ra lúc 22 giờ 55 phút ngày hôm qua theo giờ địa phương, mạnh 6 độ Richter, tâm chấn ở độ sâu 16 km. Nhiều tuyến đường cao tốc đã bị nứt, trong đó tuyến đường chính nối thành phố Nghi Tân và huyện Tự Vĩnh đã phải đóng cửa. Sau trận động đất, khu vực này liên tiếp xảy ra 4 trận dư chấn. Trong đó, dư chấn xảy ra sáng nay đo được có độ lớn 5,3 độ Richter, đã có 12 người chết và 125 người bị thương do trận động đất. Con số này được cho là sẽ còn tăng khi mà công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang được khẩn trương xúc tiến. Lực lượng cứu hộ đã đưa các thi thể ra khỏi đống đổ nát và khẩn trương đưa những người bị thương đến các bệnh viện. Một gia đình 3 người bị mắc kẹt, 8 tiếng trong đống đổ nát đã được cứu ra ngoài, nhưng sau đó một người đã tử vong. Hơn 500 lính cứu hỏa đã được điều động tới vùng thiên tai. Lực lượng cứu hộ cũng đã cung cấp hơn 35.000 liều bạt, giường xếp, chăn màn, các thiết bị y tế, thuốc men. Hơn 4.000 người dân đã được bố trí chỗ ở tạm. 8 ngôi làng và thị trấn bị ảnh hưởng nặng. Các ngành chức năng Trung Quốc đang huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và các nơi cho công tác cứu hộ, cứu nạn. Hệ thống cảnh báo sớm đã phát tín hiệu tại thủ phủ Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên khoảng 1 phút trước khi xảy ra động đất và tại Nghi Tân là khoảng 10 giây trước động đất. Các nghiên cứu tính toán, nếu biết trước 10 giây có thể giảm thiểu 39% số người thương vong. Tứ Xuyên là nơi thường xuyên xảy ra các trận động đất. Năm 2008, một trận động đất có độ lớn 7,9 độ Richter đã làm cho hơn 87.000 người thiệt mạng và mất tích. Những trận động đất nhỏ hơn vẫn xảy ra thường xuyên. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc của Tin Mới ngày hôm nay. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông ở trong khu vực, thì quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký trên Tin Mới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.